Thiền sư phương Tây vì mối tình đầu mà tu hành 20 năm trên dãy Himalaya. Vị thiền sinh này tên là Thayer Dorje, sinh năm 1961. Đến nay, ông đã hơn 60 tuổi nhưng thân thể vẫn nhanh nhẹn và khỏe mạnh. Ông Thayer Dorje được rất nhiều người biết đến như một bậc thầy nghị lực, đã cống hiến cả đời mình cho việc nghiên cứu và thực hành yoga, thiền định và thái cực quyền của đạo gia. Thayer Dorje được mọi người tôn kính xem là cầu nối giữa phương Đông và phương Tây, khi mang những trải nghiệm đặc biệt của mình về văn hóa tinh thần phương Đông đến những quốc gia khu vực phương Tây. Mặc dù được sinh ra và lớn lên tại Pháp, nhưng ông đã dành phần lớn thời gian trong đời để sống và tu tập ở các quốc gia khu vực châu Á, đặc biệt là Ấn Độ. Trong 2 năm sống tại Trung Quốc, Thayer Dorje dành hầu hết thời gian của mình để ẩn cư, tìm hiểu và thực hành thiền định. Ông ngồi thẳng lưng tọa thiền trên đỉnh núi với độ cao 5.800m, chân xếp bằng một cách tự nhiên tạo nên cảnh tượng đẹp mắt với hai bên là vách đá sừng sững dựng đứng. Sau lưng ông là những ngọn núi, tuyết phủ trắng xóa. Dưới sự chiếu rọi của ánh nắng mặt trời, dãy Himalaya trở nên linh thiêng và tráng lệ lạ thường. Toàn bộ hình ảnh trước mắt như một bức tranh, toát lên vẻ uy nghiêm, hùng vĩ, nhưng vẫn mang vẻ đẹp tinh khiết động lòng người. Vị thiền sinh đang đắm mình trong hành trình khám phá bản thân để tìm kiếm sự cân bằng và hài hòa từ nội tâm ở nơi tu hành đặc biệt này. Như một duyên phận đặc biệt, từ khi còn trẻ, Thayer Dorje đã bị thu hút bởi năng lượng của sự đơn giản và vẻ đẹp của trạng thái tự nhiên. Năm 16 tuổi, ông rời khỏi quê hương để theo đuổi ước mơ được phát triển sự nghiệp cùng với những chú ngựa, bởi ông cảm nhận được sự tự do và tỏa sáng của chúng khi được hòa nhập cùng thiên nhiên. Với tinh thần không ngừng học hỏi cùng mong muốn nâng cao kỹ năng của mình, Thayer Dorje đã tiếp xúc và tập luyện với một số vị huấn luyện viên hàng đầu thế giới ở Anh, Ireland và Pháp. Tuy nhiên, vài năm sau đó, ông đã phải đối mặt với hai biến cố lớn nhất trong đời. Điều này đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống sau này của ông Thayer Dorje. Biến cố đầu tiên là khi mối tình đầu của ông qua đời vì căn bệnh ung thư. Sau đó không lâu, một chấn thương nặng đã khiến ông không thể nào tiếp tục cưỡi ngựa. Hai sự đả kích lớn về tình yêu và sự nghiệp này làm ông chìm đắm trong đau khổ và tuyệt vọng. Thayer Dorje đã suy nghĩ rất nhiều. Ông mong muốn khám phá sự thật về sự tồn tại của con người và nguồn gốc của nỗi đau. Trải qua một khoảng thời gian dài, Thayer Dorje bắt đầu tìm kiếm sự yên bình trong tâm hồn và sức mạnh từ nội tâm của chính mình. Để hướng đến sự gần gũi với thế giới tự nhiên, ông đã trở thành hướng dẫn viên cho một ngọn núi vào mùa đông và mùa hè. Cuộc sống bình yên này giúp bản thân ông thấy không ngừng hòa hợp với thế giới tự nhiên, rèn luyện khả năng duy trì sự cân bằng, hài hòa với thiên nhiên và các yếu tố của nó. Trải qua một thời gian, với mong muốn có thể tự chữa lành tâm hồn và điều chỉnh lại trạng thái cơ thể của mình, Thayer Dorje đã bắt đầu đi sâu vào nghiên cứu nhiều nghệ thuật đạo giáo khác nhau như thái cực quyền, khí công, nội giả kim, v.v. Bởi ông nhận thấy rằng, những nỗ lực thay đổi điều tự nhiên chỉ làm cho cuộc sống trở nên tồi tệ hơn. Thayer Dorje đã tham gia nhiều buổi đào tạo ở bờ biển phía tây Canada. Ông cũng tìm đến núi Võ Đang của Trung Quốc, nơi được xem là cái nôi của đạo giáo, để khám phá những điều quý giá từ đạo. Sau một quá trình nghiên cứu tìm hiểu, ông nhận ra, nếu muốn đạt được một nội tâm thanh tịnh, thì phải vứt bỏ hết thảy dục vọng và phiền não. Giống như những hạt giống trên cánh đồng bị cỏ dại xâm chiếm, dục vọng và tạp niệm chính là cỏ dại của tâm trí. Năm 1992, Thayer Dorje bắt đầu hành trình tu tập thiền định của mình để rèn luyện cơ thể, tâm trí và tinh thần của bản thân. Vào thời điểm đó, ông lựa chọn thiền định với mong muốn tìm kiếm sự bình yên, hài hòa trong nội tâm. Sau khi tu tập, Thayer Dorje lại mang trong lòng khát vọng khám phá sâu sắc hơn về thiền và tâm linh. 2 năm sau, lần đầu tiên trong đời ông bắt đầu ẩn cư và một mình tu luyện trên dãy Himalaya. Đây trở thành một bước ngoặt quan trọng trên con đường tu học của Thayer Dorje. Kể từ đó, hàng năm ông sẽ đi đến Ấn Độ và ở lại đó từ 3 đến 5 tháng. Tại đây, ông đã gặp gỡ nhiều bậc thầy Ấn Độ, học hỏi và giao lưu với họ, đồng thời cảm nhận được sức mạnh của trí tuệ cổ xưa. Thayer Dorje dành nhiều thời gian hơn để ẩn cư tu hành ở Ấn Độ. Thông qua kinh nghiệm sâu sắc về luyện tập yoga và thiền định, được học hỏi từ những bậc thầy khác nhau, ông không ngừng mở rộng cánh cửa trái tim mình. Mục đích tu hành của Thayer Dorje không chỉ cho bản thân.
Vì vậy, ông cũng đem những gì mình học hỏi và giác ngộ được đến các trường học và những vùng nông thôn khác nhau để dạy yoga. Mong muốn của ông Theodosia là truyền lại trí tuệ và kinh nghiệm của mình cho nhiều người hơn, giúp họ nâng cao nhận thức, tạo nên sự cân bằng giữa thể chất và tinh thần. Với thái độ điềm tĩnh và kiên nhẫn, ông đã tận tâm hướng dẫn các học trò của mình trên con đường tu hành, giúp họ tìm thấy sự bình yên và tự giác ngộ trong nội tâm. Năm 1997, ông Theodosia thực hiện một buổi thiền định sâu gần ngôi đền Badrinath ở Himalaya. Đây là một địa điểm tôn giáo thần thánh, nằm ở độ cao hơn 3.500 mét và là điểm đến nguy hiểm, khắc nghiệt nhất ở Ấn Độ. Trong thời gian này, ông vinh dự được hướng dẫn và giác ngộ bởi Mahavata Babaji, một yogi vĩ đại là người đã đưa Kriya Yoga trở lại với nhân loại sau hơn nghìn năm thất lạc trong thời kỳ đen tối. Sau khi tìm hiểu và khám phá sâu hơn, Theodosia đã dần dần kết hợp các phong cách tập luyện yoga khác nhau, bao gồm yoga Tây Tạng, yoga Thái Lan và yoga Hatha để hình thành hệ thống thực hành độc đáo của riêng mình. Trong 20 năm qua, ông Theodosia đã thực hiện nhiều chuyến hành trình trên khắp đất nước Ấn Độ và Nepal để gặp gỡ, làm quen với các bậc thầy có thành tựu sâu sắc trong nhiều lĩnh vực khác nhau để không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ tu tập của mình. Những chia sẻ và hướng dẫn của họ đã truyền nguồn cảm hứng quý giá cho việc tu hành yoga, khám phá tâm linh của Theodosia. Trong cuộc hành trình dài, Theodosia không chỉ lĩnh hội được tinh hoa của việc tu hành yoga từ những bậc thầy này mà còn tìm được cảm hứng từ sức mạnh thiên nhiên. Bởi yoga nhấn mạnh sự hợp nhất, hòa hợp với thiên nhiên, từ đó thể hiện sự thống nhất của tâm trí và cơ thể con người. Tất cả những khám phá và học hỏi này đã giúp cho ông Theodosia dần dần tìm thấy sự tự do hoàn toàn trong việc tồn tại và biểu đạt cảm xúc một cách chân thực. Dựa trên nghiên cứu và thực hành các phương pháp và giáo lý khác nhau, cũng như sự hiểu biết tâm linh sâu sắc của mình, Theodosia giúp mọi người tìm thấy sức khỏe, bình an, niềm vui và tự do. Thông qua con đường tu tập, họ sẽ tìm thấy được sức mạnh nội tại. Đó là sức mạnh của tinh thần ẩn sâu trong chính bản thân mỗi người, tạo động lực và quyết tâm để bản thân có thể vượt qua những khó khăn, thách thức và đi đến thành công trong tương lai. Bằng kinh nghiệm trong hành trình khám phá bí mật tâm linh ở phương Đông, Theodosia đã nói rằng việc tu hành theo đạo tạo ra một khoảng trống bên trong tâm trí mỗi người. Đây không phải là sự trống rỗng của bản thân, mà là nơi con người có thể thấy sự bình yên. Sự bình yên được tìm thấy trong khoảng trống này cho phép chúng ta đến với những bậc cao hơn. Người theo đạo là một tấm gương có thể phản chiếu ánh sáng của ân huệ, qua đó sẽ tự mình cảm nhận được sự tồn tại và hòa nhập cùng cuộc sống. Nếu thấy video này có ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.